Việt Nam, Lào, nhà đương kim vô địch khẳng định sức mạnh, trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là đội tuyển Lào, một chiến thắng là mục tiêu của nhà đương kim vô địch Việt Nam ở trận mở màn AFF Suzuki Cup 2020. Tuyển Việt Nam đang gặp nhiều áp lực sau chuỗi 6 trận thua liên tiếp vừa qua tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á và khi trở lại đấu trường vừa tầm hơn, trước đối thủ chỉ là tuyển Lào, đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều ở trận ra quân AFF Suzuki Cup 2020. Huấn luyện viên Park Hang Seo muốn tuyển Việt Nam phải có chiến thắng để qua đó giúp các cầu thủ tìm lại cảm xúc thăng hoa, chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020. Tuyển Lào đã tập trung từ giữa tháng 9 năm 2021 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Singapore Savare. Lực lượng của tuyển Lào ở giải năm nay được đánh giá là mạnh bậc nhất lịch sử bóng đá nước này, đặc biệt là sự góp mặt của ngôi sao tiền đạo Billy Kekiofomphone, cầu thủ mang hai dòng máu Lào và Pháp, từng đá nhiều năm tại hai hạng đấu cao nhất của bóng đá Pháp. Khoảng cách trình độ giữa tuyển Việt Nam và tuyển Lào vẫn còn khá lớn. Trong 11 lần hai đội gặp nhau từ năm 1996, tuyển Lào chỉ có được một trận hòa với tỷ số 1-1 vào năm 1996. Sau đó Lào thua liên tiếp 10 trận trước Việt Nam, trong đó có hai lần họ thất bại với cùng tỷ số 0-9. Tuy nhiên, xét về mặt hoàn cảnh, đội tuyển Lào không được thi đấu quốc tế, không tập huấn, không cọ sát. Các giải trong nước gần như đóng băng hoàn toàn vì Covid-19. Chỉ một vài cầu thủ đang khoác áo các câu lạc bộ tại Thái Lít như Fau Seiko Ko Challenge, Mesada Sai Thaifa, -e Vong Kham cùng tiền đạo Billy Khakioformphone đang thi đấu tại giải vô địch Pháp còn thường xuyên được chơi bóng. Đội tuyển Lào tuy có sự tiến bộ nhất định nhưng đẳng cấp vẫn hoàn toàn thua xa tuyển Việt Nam. Nhà đương kim vô địch AFF cấp có sự khác biệt về đẳng cấp, về con người, về sự hiện đại trong lối chơi. Phải nói rằng, tuyển Việt Nam quá mạnh vào thời điểm này, huấn luyện viên Selvary. Trong khi đó, với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Việc được tập luyện và thi đấu thường xuyên trong thời gian qua không chỉ giúp các cầu thủ duy trì được thể lực và phong độ mà còn hoàn thiện được. Bộ khung hướng đến AFF Suzuki Cup 2020. Bước vào giải đấu này, tuyển Việt Nam đã ở vào tâm thế khác, ít nhất là chiếu trên so với các đội trong khu vực. Trận đấu với tuyển Lào sẽ là cơ hội để chiến lược gia người Hàn Quốc có những toàn tính về nhân sự, nhất là trong bối cảnh hai đối thủ tiếp theo của tuyển việt nam tại vòng bảng là malaysia và indonesia được ông park xác định là những đối thủ chính tuy nhiên việc bước vào giải với tâm thế là đương kim vô địch nên ít nhiều sẽ khiến các cầu thủ việt nam có thể bị căng cứng tâm lý thời điểm này không chỉ đông nam á mà cả châu á cũng sẽ dùng mắt vào xem tuyển việt nam đội bóng duy nhất của khu vực có mặt tại vòng loại cuối world cup sẽ thi đấu ra sao ở aff cup với sự chú ý đặc biệt của truyền thông của khán giả nếu tuyển Việt Nam không biết dung hòa trạng thái, thì cũng như con dao hai lưỡi, có thể gây ra tác dụng phụ. Trước mắt tuyển Việt Nam là một hành trình dài để đi đến ngôi vô địch. Vì thế huấn luyện viên Park Hang-seo không cần thiết phải cho các học trò bung sức trước đối thủ Lào. Việc dưỡng sức cho các trụ cột, hạn chế tối đa chấn thương là điều có thể tính toán. Nhiều khả năng ông Park sẽ có sự điều chỉnh nhân sự. Nhất định so với vòng loại thứ ba World Cup 2022, bởi tuyển Việt Nam cần những toan tính phù hợp cho cuộc chiến dài hơi. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu với tuyển Lào. Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết sử dụng đội hình mạnh nhất khi gạch tên hậu vệ trẻ Thanh Thịnh và năm cầu thủ lứa U23 gồm Thanh Bình, Văn Xuân, Việt Anh, Văn Đạt, Văn Chuẩn. Mục tiêu của huấn luyện viên Park Hang-seo là vừa phải thắng Lào vừa giữ bài và tránh chấn thương để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đòi sức với Malaysia vào ngày 12 tháng. 12. Đây là trận đấu quan trọng quyết định đến chiếc vé vào vòng bán kết của tuyển Việt Nam. Với sự chuẩn bị tốt nhất tại chiến dịch AFF Suzuki Cup 2020, nhà đương kim vô địch Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin giành trọn 3 điểm ở trận ra quân để tạo đà tâm lý cho hai trận đấu quan trọng sau đó. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là giành trọn 3 điểm, nhưng các tuyển Việt Nam cũng phải hết sức cẩn trọng bởi sự tiến bộ nhanh chóng của tuyển Lào trong thời gian qua. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Lào sẽ diễn ra lúc 19:30 h 30 ngày 6 tháng 12 trên sân Bishan, Singapore. Dự kiến đội hình xuất phát của hai đội, tuyển Việt Nam, Tấn Trường, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tấn Tài, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh, Tuyển Lào, Thi La Vong, Suip Phong Phin, Lê, Pom Savan, Khe Phu Vong, Missada, Sai Tha Pha, Vong Chiên Kham, Bao Công, Khao Thung Phôn, Billy Katio Phong Phôn, mang tên gọi AFF Cup 2020 nhưng giải đang diễn ra vào thời điểm cuối năm 2021 và trận chung kết lượt về còn kéo sang đầu năm 2022 khiến giải đấu này trở thành sự kiện có 102 trong lịch sử bóng đá thế giới. Từ vùng ao vẫn sẽ diễn ra các trận sân nhà, sân khách dù thực tế đều là sân ở Singapore.